các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh video của thương hiệu Latino. Latino là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp. Và hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn dòng bếp từ đôi LT88i. Bếp từ Latino LT88i là dòng bếp từ đôi cao cấp của thương hiệu Latino, được sản xuất tại Thái Lan. Với công nghệ dây chuyền tân tiến hiện đại, bếp được tích hợp nhiều tính năng hiện đại và đặc biệt là công nghệ siêu biến tần Inverter, giúp bếp tiết kiệm điện năng tối ưu cho gia đình của bạn. Bếp từ Latino LT88i với tốc độ nấu nhanh, tuyệt đối an toàn khi đun nấu và không tỏa nhiệt nóng ra xung quanh là những yếu tố mà chị em nội trợ lựa chọn bếp từ cho căn bếp của gia đình mình. Với tính năng thông minh, hệ thống điện an toàn cùng thiết kế sang trọng, bếp điện từ đôi Latino LT88i đang là sản phẩm chiếm được lòng tin của nhiều gia đình Việt. Bếp điện từ Latino LT88i sử dụng mặt kính can G. Đây là dòng mặt kính có khả năng chịu được nhiệt độ cao và lực va đập mạnh. Dòng mặt kính này còn có khả năng cách điện tốt nên tuyệt đối an toàn cho người sử dụng.